Còn đây là một chiếc xe chở động vật này các bạn này, khủng long báo chúa này, thứ hai chú khủng long phía sau này. Mình nhìn rất là đẹp luôn nha. Ok, yeah, rồi. Còn đây là một chiếc xe tải nha các bạn. Đây. Chỉ cái đầu công tên nữa nha, đây cả hai ông xa rất là lớn luôn. Rất là đẹp nha. Wow. Ok. Tiếp theo đây là một chiếc xe quái vật các bạn. Tiếp theo đây là một chiếc xe cứu hộ này các bạn này. Đây, nâng lên hai xuống này. Đây cái móc là kéo xe các bạn nhé. Kéo xe này. Tiếp theo đây là một chiếc ô tô biến hình nha các bạn. Ô tô biến hình này. Wow, có hai cái chân này này. Đây. Hai tay. Đây là nha. Rất là ngầu rồi nha. Yeah. Ok, giờ biến hình nào. Đây. Okay.